Alo, 1, 2, 4. Sau đây là ca khúc Đôi Mắt Người Xưa. Dù sợ gian đã tan thành khói xương.
xin cảm ơn anh Tám với ca khúc Đôi Mắt Người Xưa rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình xin mời chú Sáu. Bài tiếp tới anh Hiền chuẩn bị.